ăn kim chi này đúng là vị của Hàn, vị mặn, mặn cay. Cô bé ăn hết bốn cái tô cơm rồi. Benjamin Franklin, American founder, scientist, and explorer, what to come. The dawn of a new nation. As we enjoy the advantages of we should be glad of the opportunity. Người viết viết bản tiếng Anh độc lập của Mỹ á. The car was now within reach of many, bringing the world closer to their home. Mobility was dramatically expanded by the emergence of the jet age. Air travel changed our perspective of the world below as it became more affordable, resulting in a world in which we more readily impacted one another.
excellent. Thank you. And your cooperation is the most. Hello. Tính giơ tay nhưng mà ở đây không có được giơ cái gì hết, tới trái tim không biết cho làm nữa nên là thôi. Because it's not allowed. Only those who are residents or those who are permitted they can use. Because if they use, then they have to put a fine or ask him why you are using this. Because this is the central bank of Abu Dhabi. But straight you can see a lot of skyscraper on your left hand side. It looks like three tower of same design. Actually, you can see the white dome. That's the entrance into the presidential palace. But try to focus on this small and white building. There is some objects, residential palace. With Emirates Palace, you can see that it's having 1.5 kilometer of its own private beach. No one else is allowed to enter into the Emirates Palace beach. And they got a huge pool, large swimming pool, as well as in that Emirates Palace hotel. And then beside you can see that white dome shape, a white building. Làm 7749 kiểu đi. It's a falcon and in between it's having UAE National Flag. So this is the last and final area of Abu Dhabi, which is the most luxurious. So we go to the presidential palaces, we go to the Emirates Palace Hotel, which is known as the Royal Hotel, and then we go the skyscraper, which is it has towers, a bunch of towers here on your right hand side. So this is the end. Giờ mình đang làm gì thư? Chứ mình đi thư thì mình đi thư.
đợi live show. Xem gì? Residential Palace Motion Show. Lúc mà tụi mình tới thì cái Residential Palace nó đóng cửa, không có tham gia, không có vào tham quan bên trong được. Nhưng mà cái show thì tới 7 giờ. Cho nên là bây giờ đang ngồi chờ cái show nó bắt đầu. Tầm nửa tiếng nữa show bắt đầu, 7 giờ rưỡi bắt đầu. Cái này bên ngoài nhìn rất là đẹp, mình mời cho mọi người xem. Đi cái show này không? Tôi nghĩ mọi người nên đi kết hợp với cái khung điện mình và cái live show thì nó sẽ ok lắm. Chỉ có 9 nghi, tính ra có 9 mấy đi ha, mà tổng ra cũng có mấy trăm. Đâu, 60 đi ha á. Nhưng mà mua trên hai vé, hai vé 500. Đúng rồi, đặt trước nó rẻ hơn. Hai vé 500 mọi người là rẻ, hai vé 500 là rẻ. Nhớ đi sớm đi cái khung điện nha mọi người. Dạ bây giờ mày vô. Xin chào. Bây giờ tụi mình tới nhà hàng Lebanese. Thì nhà hàng này là do bạn mình ở Abu Dhabi giới thiệu. Thì bạn mình đang, tụi mình tới sớm nên đang chào bạn mình tới. Không khí nhà hàng này siêu đẹp luôn, giống như cảm giác rất là ấm cúng của Trung Đông. Để cho mọi người xem quan cảnh xung quanh nha. So this is the hummus, and hummus with vegetables.